Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải một lần nữa nè mày. Và sau khi lên đồ con đường môn xong thì hiện tại Khải đang có 5 hồng kiếm môn phái nữa mà. Đây, một xét đăng bang Hồng Mỹ nữa. Đó, ghê chưa? Xét đăng bang Hồng Mỹ. Và một cái nỏ thiên quang tam nhãn 2 cấp, đang thiếu vi phong kỹ năng 1 cấp nha mày. Đang thiếu vi phong 1 cấp nha. Rồi, một nón điện phách. Đúng rồi, năm độc của 4 năm trước là full set đồ lung, đồ full option hoàng kim và một con xích lông câu. Chính xác luôn anh Tài Mai ơi. Đây là con đường môn của Khải nha anh em ơi. Lên năm hoàng kim môn phái rồi nha. Cái vũ khí thì thời hạn 7 ngày nha anh em. Còn lại là vĩnh viễn nha mọi người. Rồi, anh em sơ qua tránh nhanh nha. Rồi anh em muốn xem kỹ hơn thì có thể gõ lên kênh YouTuber, gõ Duy Khải đường môn năm hoàng kim môn phái thì nó sẽ ra cái video đó, cụ thể cho anh em xem lần nữa nha. Ok, và giờ chúng ta sẽ trở lại với vấn đề chính ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì Khải sẽ lên con năm độc cho anh em xem. Ở lần trước thì Khải đã nói cho anh em thì Khải đã đổi con năm độc về thiếu lâm rồi. Và con này là con công lô, Khải cũng đã đổi về năm độc rồi. Và đây là skill của năm độc nè em ơi. Đó, đó là kỹ năng tiềm năng, nói chung là Khải đang tăng theo kiểu này để Khải bằng đồ nè em ơi. Rồi ít hôm có biến Khải sẽ đổi lại, Khải sẽ tăng max sinh khí nè em ơi. Con năm độc này không cần phải tăng sức mạnh đâu. Năm độc đao không cần phải tăng sức mạnh đâu. Năm độc đao và ở server này thì cái lượng bắt độc ở server này rất là khỏe nè em ơi. Độc sát lên đến 149 trên lần. Nên là giao tranh năm độc với năm độc á, chủ đạo các cao thủ chỉ đánh bắt độc chủ đạo và đánh skill chính đít thôi nè em ơi. Đến skill chính đít lấy hiệu ứng, và tại vì skill chính đít thì nó nổ đam độc á thì 68 lần trên 6 điểm trên lần. Còn cái bắt độc này anh em nó có thể nói gấp 2 gấp 3 lần nè em ơi. Nói chung là năm độc đi đao thắng trận ơi, ai đi trưởng. Năm độc xem bên này đi đao, không ai đi trưởng cả thì đi đao rất là mạnh. Cái bắt độc xứng tâm này anh em ơi. Max 20 skill cộng với 2 cấp kỹ năng cũng có thì lên được 149 độc sát trên lần. Thì chỉ cần quýnh vài đao rồi kéo qua kéo lại là đối phương nát thôi nè em ơi, nhanh lắm. Rồi con này thì Khải cũng đã úp mắt 120 nha nè em ơi. Đó, hấp tinh trận gì nè. Hấp tinh điểm skill 120 này sản xuất 15% khiến đối phương độc sắc. Thời gian giảm 80% nội lực đối phương trong vòng 6 giây nè em ơi. Nói chung skill này khá là khỏe nè em ơi. Gây cho đối phương mất đi nội lực. Đó, nói chung là đánh liền đó thì gây đối phương mất những bình máu rất là nhanh. Máu với mana nó bay hụt rất là nhanh. Đa số là mana rút là coi như là máu được mình mất luôn nè mày. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho anh em xem set đồ của năm độc. Thì đầu tiên nói sơ qua thì hiện tại Khải đang sử dụng cho mình là một set hiệp cốt mắt option. Thì đó, set hiệp cốt mắt option nha anh em ơi. Kháng cảnh 5, mắt nói chung là phụ hồi 50. Rồi, một cái đao băng sát mắt option 30, băng sát 100, sức thần lý 100%, kháng hỏa 25, sinh lực 200. Mắt hoàn toàn nè. Cảm ơn Ngọc Tiền đã follow nha. Cảm ơn Khôi, cảm ơn mèo con đã follow, cảm ơn chuột đã follow. Hello mọi người vô nha. Con năm độc này nói chung là nếu Khải tăng max sinh khí thì sinh khí máu Khải phải gần 7k nè mày. Khải tính sơ sơ rồi, máu Khải đứng không nghe mây khoảng tầm 7k nha. Đây hiện tại Khải đang tăng sức mạnh được, Khải mang cái áo này test cho anh em xem á. Khải mới đổi phái thôi mà Khải chưa lên đảo, Khải có một lần tẩy tỷ miễn phí rồi nè. Nên là lần này làm video cho anh em xem thôi. Chưa lên đảo nha nè. Rồi, một cái nón thủ lý 25-40 sinh lực max option. Hello max quách huyền đã follow, cảm ơn Khôi đã follow nha. Anh em xem like chưa follow cho Khải một lô nè mày. Và đừng quên ghé vào kênh top top ủng hộ Khải follow nè mày. Đây, một cái đôi giày 40-40-24. Ok chưa? Rồi, một ở đây chúng ta sẽ trở lại với hồng kiều môn phái. Một ở tay trúng phượt kháng băng 29, làm chậm 47 sinh lực và làm chóng 32. Một đai lưng u lung, một đai lưng u lung. Đó, rồi dạ thôi thì đây là một nhẫn kháng hỏa. Ok, bây giờ thì Khải sẽ mang cái áo u lung này nha anh em ơi. Áo u lung này phần thủ lý 25, chóng 39 và một cấp 90 hiền ẩm chạm, được một cấp skill chính tiết nha anh em. Rồi ok, nói chung là con này thì thiếu giày u lung đúng rồi. Lúc nãy là Khải định mở giày u lung cho con năm độc mà Khải nghĩ lại thì cũng không cần đâu mà, tại vì tầm này mình lên giày u lung thì mình cũng không cần lắm, tại vì có thể là tuần sau đi Khải sẽ đón về của luôn trải nghiệm cho anh em xem con năm độc. Tuần này thì Khải đang quyết định là trải nghiệm đường môn đó nè, nên là Khải không lấy về của luôn á. Chung là cái này cũng có thể lấy được về của luôn nha nè. Đó, nhưng mà Khải quyết định lấy đường môn trước, rồi tuần sau có thể anh em thích thì đó lại Khải like chia sẻ và comment cái nội dung anh em thích là như thế nào thì Khải sẽ tiếp tục đấu cái vũ khí và trải nghiệm và làm content anh em xem. Đó, rồi bây giờ Khải sẽ mang cái áo luôn vô và Khải mang xếp thằng bang cho anh em ơi. Đó, Khải tính sẵn rồi anh em ơi. Đó, xin lực đúng, sức mạnh đúng 260 mang áo nha nè. Chuẩn bị đi lên đấu năm độc nha nè. Mình đi lên đấu năm độc nha nè mà. Chung là chúng ta sẽ trở lại với năm độc của Khải. Đó, mang áo của lộn vô xong nha. Đó, xong nè. Xong nha, bây giờ chúng ta sẽ mang xếp đăng bang vào. Năm độc này thì thua ai đâu anh em.
cũng được là giờ bơ ca thôi. Cái lời anh em đọc thì app này nó cũng chưa được cấp cao cho lắm. Khả đang dự định đợi anh Evan đã em ơi. Ok em ơi, sau khi bận xong cái set này thì lượng kháng khá đẹp em ạ. Đó là 15 cộng 2 này, nói chung là gơ chưa. 75 phòng thủ cộng 2, 75 cộng 1. Úi xời ơi, cái hạt này mấy con nghe mi mà ngập bội này nọ thì các kiểu đại biểu chắc khải nghĩ chứ một con này nó không thua nghe mi đâu, không sợ nghe mi đâu mà không sợ nghe mi đâu. Úi xời, bằng xếp đồ đẹp không nè, quá dữ luôn. Còn tổng sơ qua thì hiện tại con đem động này khải tính cái nín nôm na cho nó thì nó đang có là 165 chậm nha em ơi, từ nón 40 nè, giày 40 là 80 nè, và đai lưng 42 là 120 nè, và một bao tay 47 thì tính ra là nó đang là 169 làm chậm nè mà quẩy vải đạn 169 làm chậm nha nè. Đó, 169 làm chậm với con đem động này thì đi solo thì hắn nghĩ cũng có thể ăn được Thiếu Lâm mà cũng có thể ăn được Thiên Quân Ba, nói chung là tùy theo cái trình độ bơ ca thôi nè mà. Với lượng phòng thủ như thế này thì quá ok, thiếu cái ấn thủ lý nữa có thể lên được 75 cộng 3, quá dữ luôn. Thêm phiên phòng kháng cả 10 nữa cũng có thể lên 75 cộng 4 thủ nè mà. Nói chung là phải có thêm hàng đồ chơi nữa, ấn nè và phi phong ngoài mặt nạ này nọ thì cũng có thể lên được 75 cộng 4 phòng thủ nè mày. Tầm này thì chưa tải đâu Lộc Phạm ơi, ít hôm khải đánh liên đấu khải mới tải, tầm này chưa tải nha. Rồi dạ thôi nè, xếp thông bang mất option 30 nè, 30 và xếp gia trì 19, một tay chú phượt áo Minh Ảo phục hồi 46 nè mà. Cái này tiếc quá nè mà, thiếu một phục hồi thôi, đập mất 47 nè mà, thiệt sự khá tiếc ở cái áo này luôn. Áo này khá cũng mua nè mà, đai lưng này khá cũng mua nè, bao tay này khá cũng mua nè. Rồi đó mà tổng set đồ của đem đọc này hiện tại đang chịu sở hữu thì cái đao này phải mua khoảng 700.000, nón này với dây này thì khoảng tầm 800, là khoảng 1,5 triệu. Nói chung tầm này đồ tím rẻ rồi, ba món tím này khoảng 1,5 triệu nha nè. Set đồng bang này hiện tại sẽ vừa trị giá khoảng tầm 4-5 triệu đó, khoảng tầm 7 triệu hơn, kèm với ba món kiểu phái này. Nói chung là cái hàng này trên dưới không tới 10 triệu em ơi. Nói chung là đem đọc này không tới 10 triệu nha nè, hàng Vĩnh Viễn này không tới 10 triệu nha nè, ở đây nó là không tới nha, thì nó dao động khoảng tầm 8-9 triệu thôi đó. Cả cái ạc này nữa thì tầm 10 triệu anh em à, cả cái xác này nữa tầm 10 triệu. Rồi anh em theo dõi video thì đừng quên để lại cho Khảo, để lại cho sẻ hội cho anh em ơi. Đó, sau khi đã thành công con đường môn thì đây là tiếp tục phải là đem động luôn cho anh em xem luôn á, ít hơn phải sẽ liên đấu á. Thì anh em nào mà thích xem đánh liên đấu thì Khải sẽ livestream đánh hàng ngày cho anh em xem. Nói chung là vẫn mong anh em ủng hộ anh em à, vẫn mong anh em ủng hộ đó. Bây giờ thì trước khi vào cái tổng kim thì chúng ta cùng đi theo Khải, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm test một trận solo giữa đường môn và đem động cho anh em xem nha. Với con đường môn Khải là chưa đặt tóc thì Khải cũng không ngân ngán nữa mà. Khải sẽ cầm con đem độc đi solo và cho con đường môn đứng khép góc nha nè, cho anh em xem một trận này thử đem độc nó lợi hại như thế nào nha. Anh em cùng comment thử liệu đường môn hay đem độc win nữa mà. Nói chung là đánh ở cái thế trận này á thì chắc chắn anh em một điều, nếu mà cầm thủ là biết bật ca gặp đường môn á thì cứ nói chung là vào góc mà đứng thôi, chứ đứng ở giữa vấn đồ chắc chắn sẽ chết với con đem độc là từ sớm luôn á. Nên là ở trận đấu này thì Khải sẽ một mua ít máu, mỗi con sẽ là 37 bình máu vậy nè, con sẽ là 37 bình máu đó. Tại vì khả năng đánh với đem độc thì với đường môn thì nhanh thôi nè, không có chậm đâu. Rồi hai con đều 37 bình máu nha, solo thử cho anh em xem và coi thử đường môn này cắt chết được đem độc này không nha, xem thử nó cắt chết được đem độc này không nha nè. Bây giờ Khải sẽ cắt mấy cái đồ thừa này qua. Ui xời, đồ thừa len bấy vậy, gây chắc là Khải vứt qua con nào này, gây là Khải vứt vào chính nha nè mày, để Khải tí nè mày. Rồi ok anh em ơi, chúng ta test nhanh vài trận đánh với đường môn nha. Hiện tại đường môn này thì đem hồng kim môn phái của Khải luôn, ai của Khải luôn. Nhưng mà Khải sẽ khép gấp 3 giờ nên mà đợi tránh những cái bắt pha bắt độc của đem độc nha. Đây một con nó thiếu một kỹ năng nha anh em ơi, thiếu một kỹ năng tam nhãn là đạt móc 158. Chung là đường môn này chưa đạt móc. Nếu mà đạt móc thì Khải nghĩ đường môn này nó có thể ăn được đem độc. Đó, nhưng mà hiện tại chưa đạt móc, Khải nghĩ đem độc này sẽ win anh em ạ. Đây sẽ đồ đường môn. Rồi sẽ đồ đem độc đây. Đó, con đường môn thì đem hồng kim và con đem độc Khải lên được 3 hồng kim nha anh em. Còn anh em nào thích đôi giày ô lung thì có thể từ sau, sau trận 16-16 thì Khải sẽ đấu giá làm có đôi giày ô lung đánh cho anh em xem. Hiện tại phổ giày không có này mà. Rồi ok, trận đấu bắt đầu nha anh em. Vô bùa ngay. Biết nó quấn hai bùa. Nói chung đánh với đường môn thì đơn giản thôi anh em ơi, cố gắng vô hai bùa là win thôi, nó rất là đơn giản, không gì khó cả. Không được là mình phải chạy được né những đòn đao của nó. Trời, thấy chưa anh em, Khải mới cái hai đao 9 hit thôi, knock out rồi, đánh đấm gì nữa. Thực sự là so với hướng solo thì cái hợp mọc á, so với hướng solo thì hợp mọc đỉnh cao nhất vẫn là năm độc thôi. Thực sự là con đường môn không có biết số đó, mới có mai vài bình máu thôi, mỗi con đều hết 6 bình nha anh em.
cho nên em xem sơ qua thì mỗi con đều mắc hết 6 bình nha. Là anh em đọc mắc 6 bình nè. Rồi thì mỗi con là mua 37 bình nha. Anh em phải tính nhanh, 2 vụ là lên đường thôi, chính xác. Cứ 2 vụ được lên đường thôi. Cố gắng nhồi máu vô 2 vụ lên đường thôi. Ok chưa? Đó, hai con đều hết mỗi con 5 bình nha anh em ơi. Đó anh em ơi, con này thì chưa đặt móc anh em ơi. Đang thiếu 3 tốc độ thì nói chung chỉ mong có thêm một cái cấp tam nhãn nữa thì mới đặt được móc 158 anh em ơi. Đó, hiện tại bây giờ là mới 34 thôi. Nó phải 35 thì mới đặt được. Ok. Nhưng mà con này nếu có phi phong á, Khải nghĩ cũng có thể ăn được năm độc. Nhưng mà hiện tại bây giờ chưa có nên là chúng ta test theo với hướng chưa có nha. Ok, làm thêm trận nữa nha. Làm thêm trận nữa chúng ta sẽ tính đến cái đoạn là năm độc sẽ đi test với thứ 5. Đó, ok chưa? Rồi bây giờ thì đánh cái đường môn gạt năm độc á. Nói chung là cứ khép góc mà chịu đam và sấy thôi, chứ còn hiện tại không có cách nào mà đỡ nổi nữa. Hoặc là mua cho thật nhiều gia độc thì mới test nổi thôi. Nói chung là đỡ mà đánh thì liên đấu 1-1 thì không ai biết chắc gặp năm độc nên là không ai mua nhiều được gia độc làm gì. Đúng không? Rồi ok. Nói nôm na sơ qua cho anh em xem thì tí nữa chúng ta sẽ giao lưu với con Thiếu Lâm. Đây Thiếu Lâm là anh em ơi. Thiếu Lâm này cũng cấp 124 rồi. Đồ đạc thì cũng khá tương đối. Đang sử dụng một cái đai lưng phục ma. Hiện tại Khải đang chuẩn bị lên một cái áo phục ma nữa nha anh em. Áo phục ma thì Khải đang cố gắng làm cái áo phục phòng mặt phục ma cái mắt đạt 47 nè. Và áo phục ma thì có sinh lực phục hồi và cấp và phòng thủ vật lý như nào. Đó, đó là sẽ đổi năm đỏ con đường môn. Quên con Thiếu Lâm. Thời gian những động Thiếu Lâm này thì khá cao, lên đến hơn 120 ở ba món này. Và một cái đao tương đối khá đẹp, 30-47. Rồi, giày, nhẫn, ô tây. Nói chung là con này là chuẩn năm hành vũ khí kim nha. Thiếu Lâm này chuẩn năm hành vũ khí kim nha. Thiếu Lâm thì đang có phi phong kháng cả 10 luôn. Thiếu Lâm thì khá là trâu. Rồi tí nữa sau những này chúng ta sẽ trở lại với test con Thiếu Lâm cho anh em xem thử năm động này ăn nổi không nha. Hello này mới vô, hello chú Tư nha. Ừ tí nữa Thiếu Lâm, tí nữa test Thiếu Lâm nè mà. Bây giờ thì chúng ta làm thêm một trận nữa cùng với đường môn nha. Nói chung là Khải nghĩ đường môn không có túi đâu. Đường môn hôm nay thực sự cho dù có phun đồng kim phá như thế nào thực sự gặp năm độc, gặp năm độc mà tầm đồ như ngang ngang như thế này, nói chung là không dám hơn. Đồ năm độc ngang ngang như thế này anh em không? Đây là đồ đường môn, đây là đồ năm độc ngang ngang như thế này á. Đây là chưa có giày ô lung á. Nếu có giày ô lung nữa thì là sự cái nỗi khiếp sợ giày ô lung nó sẽ khác hoàn toàn anh em ạ, thực sự luôn. Nếu anh em nào có đam mê năm độc anh em sẽ biết được là con năm độc nó bước cao đánh như thế nào. Đó là mình, mỗi người một cách chơi thì mình không thể nào mà chỉ hết được. Rồi, chúng ta cùng trở lại với trận tiếp theo. Trận tiếp theo này chúng ta vẫn là năm độc với đường môn, một test một phát nữa nha. Vẫn là mỗi bên 31 bình nha anh em ơi. Rồi, rủi dây chỉ cầu không có lại đâu, dây chỉ cầu đâu, dây chỉ cầu có cây vũ khí rồi, hồng kim phái tứ không rồi, sao đánh lại được. Ok, trận đã bắt đầu. Được cải xem thử con đường môn này sấy chết năm độc không? Vẫn không sấy chết được năm độc. Phải quen được 2 bùa nha em ơi. Nhỏ máu quen được 2 bùa là win thôi em ơi. Đánh với đường môn thì cố gắng nhỏ máu quen 2 bùa là win nha em. Phải quen được 2 bùa, thiếu thời gian chúng độc à. Ok, 2 bùa rồi nè. Đó, rồi tầm xa. Cái này mình mới đánh tầm xa đó, mình chưa đánh áp sát nha. Mình áp sát mà đánh bắt độc nữa, chết nữa nè em ạ. Đây áp độc, bắt độc này. Bắt độc này. Một cái bắt độc. Rụng rồi, một đao nó rụng rồi. Rụng, thấy chưa? Cái bắt độc nó lợi hại lắm nè em ạ. Server này bắt độc quá lợi hại luôn em ơi. Nói chung là đánh tầm xa thì đánh 9 ít, còn đánh gần thì bắt độc nè. Nói chung là đánh năm độc thì anh em phải biết cách BK khéo thôi, chứ còn tầm này cũng hơi khó. Ok chưa? Cái bắt độc 149 độc sát kinh lần. Quá dữ. Rồi, nói chung thì con đường môn thì không có vé số nè mọi, thực sự. Đấu đi solo thì con hờ mọc thì con đường môn là không có túi rồi, không có túi bằng năm độc. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với trận đánh cùng năm độc với Thiếu Lâm. Anh em xem, test một trận cho anh em xem nha, test hai trận luôn nha. Anh em cùng xem sơ qua trận này Khải sẽ test với Thiếu Lâm này. Thiếu Lâm này nói chung là nhiều anh em bảo Khải là so solo với Dư Trợ Cầu đi. So sánh với Dư Trợ Cầu là một trong những Thiếu Lâm No 1 server đang sở hữu một cái đao Max Option tứ không 40 Max tất cả mọi thứ. Thực sự là cái con nó đạt top 126 rồi. Thực sự là con năm động này là không có vé này mà, không có trình này mà. Nếu mà muốn win được Thiếu Lâm nó ít nhất phải có thêm cái giày của luôn. Và phải có đẳng cấp đồ này nó cũng tương đối với hiện tại Dư Trợ Cầu với một con Thiếu Lâm cấp vải đạn rồi nè mà. Có 135 gần 136 rồi, Khải thua lần mười mấy cấp thì đánh đấm gì nổi, đúng không nè. Nói chung là so sánh với Thiếu Lâm đó thì không chơi nổi. Nhưng mà cỡ Thiếu Lâm tầm trung như này của Khải á, thì có thể là chơi được. Nhiều khi còn thua luôn nè mà, Thiếu Lâm này thấy vậy chứ. Nó chém năm độc Khải có thể là vài đao là knock out đấy. Cho nên mình nhìn sơ qua con Thiếu Lâm này nha. Đây là sẽ đồ năm độc bên tay trái, còn sẽ đồ bên Thiếu Lâm bên phải. Thiếu Lâm thì đang sử dụng một cái đao đây này mà, một cái đao tốc 30 sẽ thương 47 đó, đao tím nè em, một đao tím đó. Ok, xong này Khải đi đánh tống kim anh em xem đó. Một cái gia truyền thổ, áo thổ, nón thủ lý, đai phục ma, rồi giày thì nói chung là chống kháng hỏa, nhận chống kháng hỏa, tay kháng lôi, bộ kháng lôi, nhận làm chậm đó. Hiện tại là đang có 80 làm chậm và
80 chón anh em ơi. Cái này thì 60 chón này kèm với bất động minh vương thì thêm 30 chón nữa thì đạt mốc 100, đạt mốc 80 chón là bình thường nha anh em ơi. 80 chón 80 trọng là bình thường. Còn này anh em đọc nha anh em. Rồi xếp đồ anh em đọc thì đọc xem video anh em xem rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu này cho anh em xem nha. Để xem thử con Thiếu Long này nó cách chất anh em đọc này không nha anh em. Để xem thử ai hơn ai nha. Trận đấu này chúng ta sẽ có mỗi bên 40 bình máu nha anh em. Mỗi bên 40 bình máu. Được không? Rồi. Mỗi bên 40 bình máu này anh em ơi, một bùa này, hai bùa này. Ui giời, chém đầu giỡn hoài. Anh em cho anh em, má chém đầu vãi đái. Nó coi thì nó chém một người chết hay không anh em à. Chém hơi bị thốn mà. Ui trời ơi, xem chết kìa mà. Áo. Chúng hơi canh á mà giỡn hoài anh em ơi, giỡn hoài. Thiếu Lâm là tầm này đánh là khép góc là chuẩn rồi anh em ơi. Cứ khép góc là giờ chuẩn rồi anh em ơi. Đánh anh em đọc là khép góc là chuẩn anh em, tại vì là Khải đang đặt auto đó nè. Chắc chắn nhiều anh em bảo sao đợi auto vậy, thì nói chung là đánh với anh em đọc thì chỉ cần khép góc thôi là có thể thắng anh em đọc rồi. Không cần phải chạy nhảy nhiều anh em ơi. Nếu mà ai mà đang mà định tốt thì đang mà định thôi. Còn tầm này Thiếu Lâm nó trên cơ rồi nên là Khải đang đỡ nó auto thôi anh em ơi. À, xem anh nói Thiếu Lâm này không? Nói sao nó thắng khỏe dữ vậy. Muốn thốn vãi đạn anh em ạ. Ui dồi, mà nó chém thốn vãi trước luôn em ơi. Vãi nồi, chém không chột phát nào luôn nè em ơi. Dồn đam rồi, làm vài pha bắt đọc rồi. Ui dồi đâu, ui dồi đâu. Má xém nữa đài rồi nè em ơi. Canh luôn ơi, tính ra quýnh luôn đọc mà quýnh Thiếu Lâm ngang ngang tầm cỡ vậy cũng muốn thua mà nói chi nè. Đúng rồi, không còn Thiếu Lâm đang không cần giả đọc luôn em ơi. Thiếu Lâm đạt mốc hơn 120 thì đang đọc rồi. Thì dẫn động Thiếu Lâm trâu lắm anh em à. Thì dẫn động Thiếu Lâm cao lắm. Đang có đai phục ma này nọ anh em. Thiếu Lâm áo thổ rồi gia truyền thì dẫn động rồi. Nói chung là nó lên đến 120 thì dẫn động rồi. Đâm ra mà đánh knock out Thiếu Lâm là không thể knock out được. Nếu mà đánh câu giờ thì may ra anh em à. Nếu mà đánh Thiếu Lâm thì tầm này thực sự là chỉ cứ câu giờ mới win được thôi. Chứ còn thực sự mà đánh mà 5 năm như thế này thực sự là không thể nào kết thúc được Thiếu Lâm anh em à. Nó không rút máu luôn anh em ơi, thực sự là con Thiếu Lâm không rút máu luôn nha. Không rút máu luôn thì đánh đấm kiểu gì mà kết thúc được. Khó, quá khó kỳ hợp nói chung là. Kỳ hở nói chung tầm này đỡ mà đánh với Thiếu Lâm á, chung chỉ có câu đam đúng rồi, chỉ có câu đam anh đam thực sự mà đánh như này năm năm như này là mình có thể nói là mình thua máu luôn ấy, rất khó mà đỡ mà kết thúc đường Thiếu Lâm anh em ơi. Kỳ hở mà sao kết thúc nổi mà nó có thể kết thúc ngược lại mình, nếu không nó chém mình cứ nửa máu không mà em không bãi đạn luôn anh em à, không nổ đam nổi. Nói chung là Thiếu Lâm này nói chung thấy vậy chứ khó nha Thiếu Lâm lắm anh em ơi. Kỳ hở mà Thiếu Lâm Khải cũng đâu phải dặn vừa anh em, nó quýnh lâm bờ xuống rượu anh em à. Mà nó khép góc, nói chung là khép góc 3 giờ này nữa thì hơi bị căng luôn em ơi. Ép sát quýnh bắt độc rồi. Ui dồ thốt. Ui dồ thốt. Ui dồ thốt. Nhồi máu quýnh bắt độc rồi. Đừng nói chết đâu. Mà nó khép góc 3 giờ này thực sự khó, rất khó ăn được bắt độc luôn. Không ăn được bắt độc luôn em ơi. Ui dồ còn 10 bình máu rồi. À quýnh Thiếu Lâm đúng là thực sự là biết được cái bài cũng đem độc thì chỉ cần đứng góc là hơi khó nè mà. Khó mà ăn lắm. Này chúng kỳ hờ nữa chứ. Không lên đam nổi. Châu vãi đạn. Ui dồ. Ui dồ. Trong vái đạn. Ui xem chết kìa. Má Thiếu Lâm chém đau quá. Này khép góc khó nhai bắt đọc. Em bắt đọc không quýnh không trúng luôn nè. Bắt đọc quýnh không trúng luôn á. Thấy không? Mình cái này là mình tự làm khó bản thân mình luôn nè. Mình tự mình cho ạc vào góc luôn á. Nói chung mình bơ ca năm đọc mình biết nè. Cho Thiếu Lâm vào góc thì năm đọc khó chơi lắm. Này thua rồi. Rồi cố gắng lấy đàm nè. Cố gắng lấy đàm. Ui hệt máu hệt máu. Rồi ai ăn đàm này. Hết máu rồi. Hết máu rồi em ơi. Ôi. Ôi. Hết máu rồi. Vãi đạn thì chứ. Khó lên đam vãi đái. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Khó nè em ơi. Rồi. Đó. Nếu mà đánh câu đam là còn Thiếu Lâm hết ma la liền nha. Mỗi bên đều 40 bình nha anh em. Mỗi bên đều 40 bình nha. Giờ mình kết thúc Thiếu Lâm rồi nè. Mỗi bên đều 40 bình đấy. Biết ai chết đây. Oh. Ok, con đem độc này win anh em ơi. Nói chung win với cơ hội là con Thiếu Lâm hết mana anh em. Đó, nếu mà thực sự anh em nếu biết bơ cao con đem độc thì phải câu đam con Thiếu Lâm hết mana là win thôi anh em. Đó, còn lúc nãy chúng ta thấy không? Tăng từ đầu đến cuối thực sự là con Thiếu Lâm nó chém mình có thể nói là xém knock out vài lần luôn nè. Và hiện tại hai bên đều hết 40 bình máu nha anh em. Rồi, lượng đam ơi. Di Khải Nam Độc này, đây là Di Khải Nam Độc á. Cái tên Di Khải Nam Độc nhưng mà nó đang thực sự là Thiếu Lâm nha anh em. Nó đang là con Thiếu Lâm nha. Di Khải Nam Độc là bởi dính đam 118k nè.
Còn Di Khải thường á là con Nam Độc này, ngược lại này, nó hơi bị rối tí, em nghe thông cảm nha. Di Khải thường gaming thường là chiến đội 1 này, bị đánh trúng 102k. Nói chung so với cậu Đam á là con Nam Độc này đang ăn đam 16k nè em ơi, đang ăn 16k đam nha. Đó. Nói nôm na với anh em dễ hiểu, nếu chúng ta cầm con Nam Độc đánh với Thiếu Lâm thì anh em nên khôn khéo và sử dụng tận dụng skill 120 ở hấp tinh yển để có thể phá được lượng máu 60 bình máu ở cái rương hành trang của Thiếu Lâm. Đó, phá được dùng cái skill này đánh từ xa và phá máu của Thiếu Lâm thì mày ra win nha. Còn nếu mà anh em mà đánh kiểu tăng 5 năm như lúc nãy thì sợ cơ hội không có nha. Ok chưa? Rồi, nói chung thì mỗi người cách chơi thì Khải sẽ nói nôm na như vậy thôi. Còn Khải với ca Nam Độc như thế nào và như thế nào ra sao thì ít thôi, anh em cùng chờ đợi liên đấu tiếp theo và anh em xem thử. Và cũng như là anh em nào muốn xem kỹ hơn thì ở cách đây 4 năm trước anh em có thể xem lại Di Khải Gaming, Di Khải Gaming của 4 năm trước và bậc ca như thế nào và ra sao. Anh em cùng theo dõi trên kênh YouTube giúp Khải nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu trở lại với những con Nam Độc Di Khải từ ngày hôm nay. Đó, Khải sẽ đánh Nam Độc này liên đấu chứ không liên đấu nữa mày. Hiện tại hôm trước thì Khải có đánh một hai trận liên đấu rồi. Hôm trước Khải đánh con Lôn này mà, nói chung là rất tiếc thì nói chung là Khải đánh thắng 1 thua 1 này mà. Con Lôn thắng 2 thua 1, con Lôn thì không đánh được. Nhưng mà không sao em ơi, trước mắt thì mình đã mất đi một trận thua rồi, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng nha. Và anh em cùng nhìn sơ qua top 10 tầm này. Hiện tại top 10 liên đấu tầm này nha, đến 28 sẽ kết thúc em ơi, 13 ngày nữa sẽ kết thúc nha. Liệu Khải có vô được top 10 hay không và có lên được top hay không? Anh em xem chờ đợi liên đấu mùa này nha. Hiện tại Mid Yu đang là top 1, thắng 35, thua 9. Top 1 nha nè, hòa 1 trận. Ở top 2 nè. Top 2 là Hà Nội, đây là đường môn HN là biết, thắng 34, thua 13. Hạng 2. Rồi. Hạng 3. Hạng 3 là Tú Bán Tải. Thắng 30, thua 11. Rồi hạng 4 là Hồng Kỳ Nam Thiên Nhung Bang. Thiên Nhung Bang có thể nói là No 1 server, thắng 26, thua 1. Mới thua 1 trận rồi, quá dữ. Rồi, Bà Lân Sa, Bà Lân Sa là Dinh Hoàng Báo đường môn, full set đồ hơn 150 triệu. Anh em có thể xem dõi, theo dõi video đồ của bào cao thủ Dinh Hoàng Báo trên kênh YouTuber của Khải nha. Full Hồng Kiều Môn Phái, một cái nọ mắt option nha nè. Trị giá hơn 150 triệu ở ạc đó. Một trong những đường môn No 1 server. Đó là Hermes Thiếu Lâm, thắng 24 thua 18. Đó, thì anh em cùng chờ đợi xem thử Nam Độc Khải có đứng lên được top 10 hay không. Thì chúng ta cứ chờ đợi. Đó, đây là HN Nhất Tâm, thắng 23 thua 24. Nói chung là tầm này những em đi họ đi gần đủ 48 trận rồi, mình bắt đầu đi con Nam Độc nè. Rồi, thắng 22 thua 25. Rồi Bé Ngọc. Rồi. Đây là cái bang. Thắng 21 thua 16. Đó. Nôm na như vậy thôi. Còn thì nói chung thì chính của Khải thì thực sự là con đường môn Khải thì vừa rồi Khải có vào đánh thì Khải giao lưu cọ sát thôi mà. Chứ lúc đó Khải cũng khó này mà, gặp toàn những kỳ hở này nói lại thì đang thắng 16 thua 10. Đó là ạc đường môn nha Nam, đang thắng 16 thua 10. Nói chung là Khải sẽ tâm huyết vào Nam Độc này ở liên đấu mùa này thử như thế nào và ra sao nha. Và anh em theo dõi video đừng quên ở lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho Nam ơi. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tống kim ngày hôm nay nha. Và cố gắng cày điểm tống kim, cố gắng cày điểm tống kim anh Nghĩa Bình nha Nam ơi. Ít hơn Khải Nghĩa Bình con này lên một cấp 130 là bắt đầu liên đấu là đẹp nha Nam. Anh Nghĩa Bình con này lên cấp 130 thì bắt đầu đi liên đấu là hợp lý nha Nam. Đó, đồ đạc thì đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi cấp thôi em ơi. Hiện tại này thì vừa rồi Khải đã reset event mới mùng 2 tháng 9 nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ đợi anh event sâu. Anh event này nọ thì Khải sẽ up cấp 130 nè. Đó. Event mới chưa ăn nha. Rồi. Cái mùa vừa rồi mùng 2 tháng 9 trước thì Khải đã ăn rồi. Và đây là mới reset em ơi. Adam mới reset event lại lần 2 á. Nên là ăn lại lần 2 thì Khải sẽ lên được 130. Thì lúc đó Khải sẽ liên đấu rồi nè. Chắc là tối nay hay là ngày mai là Khải sẽ ăn event nha Nam. Đó, đây. Anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại cho lần thay đổi của Nam Độc của Khải này, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và không gì hơn kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Nhớ like chia sẻ ủng hộ mạnh anh em ơi.